là bộ tương thực trực tiếp trận đấu bóng đá của giải đấu Dream League Italy. Đây là trận đấu cuối cùng trong giải chia 6. Đối thủ khá mạnh các bạn. Thứ hai Dybala. Sử dụng đội hình cầu thủ tương đối giống mình. Chà, yeah, mình đang chơi đá mắt các bạn. Khá hay. Và bây giờ là pha tấn công của Robot FC. Mất banh rồi. Hay là mất công phút là được Ramos. Trời ơi, chùi bóng không thành công. Đó là đối thủ. Và bây giờ là De Bruyne, Dybala. Alisson bắt gọt bóng. Không có gì nguy hiểm trước khung thành Robot FC. Anh ba, thì ta Alan có một đường chuyền dài qua cánh cho Rondo. Tuy nhiên Paren đã bắt được ý đồ. Oh, quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm đó. Messi vừa ghi bàn sau pha đánh đầu ngược về của vợ Van Dijk. It's Messi with the ball. Alba. Mày quá lắc rồi. Đang đá mà giật cái. That's good link up play. Now De Bruyne. Các pha bóng đến trường Hà Lan đều bị vô hiệu. Hazard quá nguy hiểm. Anderson đã ngã người đẩy bóng ra. Ta gấp cho đội thủ hình. Anderson đã bắt gọn bóng lần nữa. Phạt bóng lên. Hết giờ rồi. Em mình ho quá, mình phải đi ẻ đây. Rồi. Hai sẽ được bắt đầu ngay. Và là lấy được bóng rồi. Ronaldo. Hà Lan. Hà Lan chuyển bóng hỏng rồi các bạn. Hazard. Messi. Messi là người bàn thắng vào lưới đội Robot FC. Quá nguy hiểm. May mắn là Messi đã sút ra ngoài. Phút thứ 56 trận đấu, Robot FC vẫn chưa có một pha tấn công thực sự nguy hiểm. Messi vừa cắt bóng. Có lẽ cầu thủ đội bạn đang chơi câu giờ để giữ nguyên tỷ số. Vâng, bây giờ là cơ hội cho cầu thủ FC. Một đều. Sau pha đùa giỡn của mình, đội Dream phải trả giá. Một sai sót.
Ramos, gimana? Messi đã không thực hiện được quả sắc bóng của mình. Đó là Hazard. Người vừa thay bóng ra là Van Dijk. Dybala. Karen. Dybala xuất bóng thành công. Kylini phát bóng lên và bây giờ pha tấn công cho OSC. Tự nhiên đã mất bóng và hết giờ rồi. Tỷ số là 1-1. Ghi bàn ngày hôm nay là Messi và Haaland. Hiện tại đội FC chỉ còn cần chiến thắng một trận cuối cùng là có thể đạt chức vô địch ở kỳ 6.